Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của chúng là Mobile. Và trên bàn mình đây đó là những cái chiếc máy tạo độ ẩm không khí ở phiên bản mini đến từ thương hiệu Remax. Và tùy theo cái không gian của mình hoặc là cái sở thích hay là những cái kiểu mà các bạn thích thì các bạn có thể mua về để trang trí hoặc là để làm quà tặng cũng được. Và hôm nay thì mình sẽ giới thiệu chi tiết từng cái sản phẩm cho mọi người ở phần sau của video nha. Và trên bàn của mình đây đó là những cái model vừa mới ra mắt trong khoảng một tháng trở lại đây của thương hiệu Remax. Và bây giờ thì mình sẽ nói về chi tiết của từng thiết bị luôn cho các bạn dễ hiểu về cái công dụng cũng như là cái cách hoạt động của nó. Và như các bạn đã biết thì những cái mẫu máy tạo độ ẩm không khí mini thì đều có khả năng là tạo độ ẩm trên diện tích lên đến là 5 đến 8 m². Và những cái chiếc máy tạo độ ẩm này cũng thế. Và đầu tiên thì mình sẽ nói đến cái mẫu Remax A210 này với cái dung tích bình chứa là 140 ml, và cái tốc độ phun của nó cũng ở mức trung bình thôi. Và nếu mà các bạn thêm nước đầy vào cái bình chứa này và sau khoảng thời gian sử dụng là 3 giờ thì chúng ta mới có thể thêm lượng nước tiếp theo được. Bởi cái lượng phun sương rất là nhỏ nên nó có thể là không đáp ứng nhu cầu cho chúng ta về cái việc làm ẩm không khí trong cái nơi làm việc hoặc là cái gian nhà của mình. Nhưng mà đối với những gia đình có em bé hay là trẻ sơ sinh thì chúng ta vẫn có thể sử dụng chiếc máy này, bởi vì cái lượng phun sương của nó phun ra rất là thấp luôn, nên là có thể là vừa đủ để cho làm ẩm cái không khí của nơi mà có trẻ sơ sinh, nên chúng ta không cần phải lo về cái việc mà lượng sương phun ra quá nhiều làm ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ nhỏ hay là những thiên thần của chúng ta. Rồi, và tiếp theo đó là model của Remax A220. Và lần này thì cái dung tích bình chứa nó sẽ lớn hơn cái model trước một chút, với cái dung tích bình chứa lên đến 256 ml. Sau một lần thêm nước thì chúng ta có thể sử dụng cái sản phẩm này lên đến 2 giờ. Thì như các bạn đã thấy thì có cái vẻ ngoài là hình dạng của một cây thông và được làm từ nhựa ABS. Còn cái mặt sau đó nó chính là cổng USB để chúng ta cắm cái bộ nguồn vào và sử dụng, cái đến là cái nút nguồn và cái đèn hiển thị màu xanh lá thôi. Và với cái chế độ phun là 2 chế độ, nên là các bạn có thể chọn chế độ là phun liên tục hoặc là phun ngắt quãng. Thì sau thời gian 7 giây thì nó sẽ phun một lần. Và với cái chế độ phun như vậy thì nó cũng sẽ hoạt động hết cái công suất của nó là đến 2 giờ luôn. Và tiếp theo đó chính là model Remax A240, và đây là cũng là cái sản phẩm mà cho cái thời gian hoạt động ấn tượng nhất trong những cái model có ở trên bàn của mình đây, với cái dung tích bình chứa là 350 ml và cái tốc độ phun sương của nó là 35 ml trên giờ. Thì chúng có thể hoạt động được 8 tiếng đồng hồ, được tương đương với một cái giấc ngủ của mình. Thì trước khi đi ngủ chúng ta chỉ cần thêm nước đầy vào cái bình chứa và chúng ta có thể sử dụng đến sáng luôn. Với hai cái chế độ phun đó chính là chế độ phun liên tục và chế độ phun nhỏ giọt. Thì đối với chế độ phun nhỏ giọt á thì sau 3 giây thì nó sẽ phun lên một lần. Và như các bạn đã thấy thì có cái kế bề ngoài khá là bắt mắt và dễ thương, có một cái màu hồng rất là xinh xắn luôn. Và với cái thiết bị này thì chúng ta có thể vừa sử dụng vừa kết hợp với sạc dự phòng hay là những cái thiết bị khác nhờ cái cổng USB được trang bị ở mặt trên của thiết bị. Ngoài ra thì sản phẩm này còn có thể sử dụng đèn được nữa. Với cái thao tác là các bạn chỉ cần nhấn giữ thì sẽ bật tắt đèn, và nhấn nút 2 lần thì chúng ta sẽ để cho máy tạo độ ẩm không khí này hoạt động, và đổi chế độ thì chúng ta cũng làm như thế luôn. Và sau đây cũng là một cái model mà mình thích nhất trong cái bộ sưu tập máy tạo độ ẩm không khí mini của Remax, vì nó có cái vẻ bên ngoài cũng như là cái công suất làm việc của nó cũng khá là ấn tượng. Với cái vẻ bề ngoài là một cái hình trụ, và ở mặt đầu trên của nó thì thiết kế như là một cái thai thỏ, và được cái thai thỏ này được làm từ silicon, và toàn bộ thân máy thì được hoàn thiện chủ yếu từ nhựa ABS. Và mặt trên thì có in hình tên của thiết bị và
Tên của thương hiệu Remax, còn mặt sau thì đó chính là một cái cổng USB và hai cái nút, đó chính là nút bật tắt đèn và nút mở nguồn và chỉnh chế độ của máy luôn. Và đối với cái hệ thống đèn của chiếc máy này thì nó có hai màu, thì chúng ta chỉ cần nhấn một lần thì nó sẽ chuyển sang cái màu trắng, và nhấn vào lần thứ hai thì nó sẽ mô phỏng cái ánh sáng vàng ban đêm để chúng ta dễ ngủ hơn, và cũng như là làm đèn ngủ luôn cũng được nếu mà chúng ta không có nhu cầu sử dụng đến máy tạo độ ẩm. Với hai chế độ phun là phun liên tục trong 7 tiếng và phun ngắt quãng. Với cái chế độ phun ngắt quãng thì sau 10 giây thì nó sẽ phun lên một lần, và sau một lần chỉ cần chúng ta thêm nước đầy vào một lần thì máy có thể hoạt động lên đến 7 giờ. Vâng, và tiếp theo đây sẽ là ba cái model A600, A700 và A800. Và đầu tiên thì mình sẽ nói về cái model A600 này trước. Với cái thiết kế như là một cái hình của một chiếc cốc vậy, và đèn được bố trí như là một cái đường viền, và ở mặt trên này cũng có, và ở mặt trước của sản phẩm thì sẽ là một nút nguồn, và ở phía dưới sẽ là tên của cái thương hiệu Remax. Nên chỉ cần chúng ta cắm cái nguồn sạc vào ở phía sau này thì chúng ta có thể sử dụng được. Với cái thiết kế hình của một chiếc cốc nên là chúng ta rất là dễ đặt trên lòng bàn tay, là rất là dễ cầm nắm, và cho cái tính thẩm mỹ cũng rất là tốt nữa. Và chiếc đèn của thiết bị này cũng có thể đổi màu lên đến 7 màu, và có hai chế độ hoạt động, đó chính là liên tục và phun gián tiếp. Thì phun gián tiếp nó cũng giống như những cái chế độ phun khác thôi, và sẽ cách 3 đến 4 giây thì nó sẽ phun một lần. Và chế độ phun liên tục thì cũng như các thiết bị khác, nên chúng ta chỉ cần nhấn một nhấn, hoặc là nhấn giữ, hoặc là đổi chế độ thì chúng ta sẽ làm ngược lại, tạo cho người dùng có cái nhìn thú vị. Và sản phẩm này cũng có cái tính thẩm mỹ khá là cao. Thì đối với cái model A700 này, nó có một cái hình dạng giống như là một cái hình viên thuốc ấy, và cái phần dưới của viên thuốc này thì được bọc một cái lớp nhựa PC, còn toàn bộ những cái bộ phận còn lại thì được hoàn thiện chủ yếu từ nhựa ABS thôi, nên là sản phẩm có cái khối lượng khá là nhẹ. Và chế độ đèn cũng vô cùng phong phú, thì chúng có thể đổi hẳn từ xanh đỏ sang màu vàng. Thì chúng ta có thể là chọn chế độ là đèn tự đổi màu luôn, hoặc khi không cần dùng đến máy nữa thì chúng ta có thể sử dụng máy như là một cái chiếc đèn ngủ mini rồi. Và không giống với những cái model trước, thì những cái model trước thay vì chúng ta phải dùng cái thiết bị làm ẩm và chúng ta mới có thể phun sương lên được, thì đối với chiếc máy này có thể phun trực tiếp lên luôn và không cần bất cứ một cái sự hỗ trợ nào của những phụ kiện đi kèm cả. Và như các bạn đã thấy thì thiết kế như là một cái lồng cầu, và ở trong cái lồng cầu thì được trang trí những cái bông hoa và đèn rất là sáng nữa. Và có thể là chúng ta có thể chọn cái chế độ là chuyển đổi màu sắc, và có thể đổi lên đến 5 đến 6 màu. Được hoàn thiện chủ yếu từ nhựa ABS và nhựa PC trong suốt thôi, nên là cái trọng lượng của máy rất là nhẹ. Và mặt trước là cái thương hiệu Remax, và hai cái nút đèn và cái nút chế độ để chúng ta chỉnh chế độ phun sương. Vâng, và trong video này thì mình cũng đã hướng dẫn mọi người, cũng như là đã review từng cái sản phẩm máy tạo độ ẩm mini này. Và ngoài cái việc mà để mua về để sử dụng cho cái thông tin sống của chúng ta, thì chúng ta còn có thể mua về để làm quà tặng, và cái phần quà đấy thì nó cũng rất là có giá trị. Hiện tại thì những sản phẩm này đang được phân phối tại chúng ta mobile và có cái mức giá rất là tốt, chỉ dưới 500.000 thôi. Nên là bạn hãy nhanh chóng đến để trải nghiệm và sắm ngay cho mình một sản phẩm như thế về để chúng ta có thêm cái không khí trong lành hơn, và cái độ ẩm trong không gian sống của chúng ta tốt hơn. Link chi tiết của từng sản phẩm thì mình sẽ để vào phần link bên dưới phần mô tả video. Và trước khi đi thì các bạn đừng quên nhấn like và subscribe cho kênh của chúng ta mobile. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này, và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.